Xin chào bạn. Sau đây là đang xin giới thiệu các bạn ô hàng này hàng cao cấp. Chiều dài đường kính. Đường kính này là 2 mét thôi. Đường kính 2 mét. Ô xoay 360 độ, quay tròn 360 độ. Và làm chỗ này là bạn để giật trong vướng ô. Có thể tháo ra nó vào được. Rồi tháo ra nó vào được. Đây, tháo ra vào được. Đấy. Rồi bạn mưa các bạn kéo vào để chống mưa hát vào. Bạn chơi tắm các bạn bỏ ra để các bạn bỏ ra để các bạn câu nó đỡ vướng. Tháo ra vào. Đấy. Khung ngô rất chắc. Ô này đường kính là kẹp cho các bạn xem. Hàng này hàng cao cấp, hàng siêu chắc. Bạn nhìn này. Năm 8 ly. Rất cứng. Các bạn có thể mắc chống lật vào những cái lỗ này. Đấy. Đấy. Bạn cắm chống lật xuống thì các bạn giằng dây vào. Đấy, buộc dây vào những cái lỗ chỗ này. Hai tầng đấy bạn. Thoáng. Ôi hai tầng. Rất thoáng. Đấy khe thoáng quá. Ôi. Tất cả xương của nó đều là 8 ly hết các bạn nhé. Đây, cái xương. Này, siêu chắc, siêu cứng. Hai tầng. Nhìn này, phần đầu. Đấy. Ở trên này. Đấy, vừa rồi Hải Đăng đã giới thiệu các bạn dòng ô này, ô to, chịu lực tốt. Ngồi tầm 3-4 người thoải mái. Rất rộng. Ô này 2 lớp. Một lớp 2 tầng, 2 tầng không phải lớp. Đây, 2 tầng. Đây, tầng trên để lấy gió thoáng. Rồi đang xin giới thiệu các bạn ô đang hoặc là bên trong miền Nam gọi là dù. Đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đang Fishing.